Sáng ngày 2 tháng 12, ông Nguyễn Đình Hanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An thông tin, bé trai 2 tuổi, trú tại khối 12, mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định. Bé được tìm thấy trên đồi thông cách nhà khoảng mấy trăm mét. Trước đó, chiều 29 tháng 11, bố mẹ đi làm, bé ở nhà cùng bà và anh trai 7 tuổi. Khoảng 14 giờ 30, khi anh trai đi ra cổng, bé liền đi theo. Tuy nhiên, khi anh trai quay vào thì không thấy bé đâu. Người bà và anh trai hô hoán, nhờ hàng xóm đi tìm bé nhưng không thấy. Sự việc ngay sau đó được báo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an. Các lực lượng của tỉnh Nghệ An, thị xã Hoàng Mai, phường Quỳnh Xuân đã huy động tổng lực tìm cháu bé.